Hola amigo. Hola, ¿cómo estás? Ah, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Rubén, mi nombre es Hai. Hai. Mi nombre significa la playa. Ah. Sí. Porque en Vietnam, Vietnamita, todos cosas significa algo. Ajá. Por ejemplo, Hango significa dentro del río. Ajá. Sí, sí. Ah. Sí. ¿Y sabes cuánto tiempo tú llevas aquí en Vietnam? Ya tengo arriba de 7 meses aquí. Ah, ah. Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Rõ Bài. Thì vừa rồi anh chị đã xem một video tôi, video ngắn mà tôi cắt ra là tôi nói tiếng ngoại ngữ với cả một anh người Mexico. Thì là hôm nay chủ đề sẽ là người Mexico người ta nói tiếng gì, có thể là Mexico hoặc là Mexico đấy. Thì là người Mexico người ta nói tiếng gì. Thì là mở đầu tôi xin phép giới thiệu về địa lý của Mexico một chút. Thì là Mexico một cái quốc gia Bắc Mỹ. Bắc Mỹ thì gồm ba nước gọi là Canada, Mỹ, Mexico và một cái đảo là cái đảo Greenland ở thuộc Đan Mạch đấy. Thì là ba quốc gia và một đảo. Thì là cái vị trí thì là ở trên là Canada này, ở dưới là Mỹ này, còn Mexico thì ở dưới này, còn ở dưới nữa Mexico là Honduras và Guatemala, những cái nước Trung Mỹ. Đấy, ví dụ anh chị hình dung là Mỹ này, Canada này, Mexico này và nước Trung Mỹ ở bên dưới đấy. Đấy thì là Mexico nó giáp Mỹ và những nước Trung Mỹ đấy. Thế còn về lịch sử một chút, người Mexico thì là vào khoảng thế kỷ 14-15 gì đó, nếu mà tôi nhớ không nhầm là vào năm một năm bao nhiêu ấy, người Tây Ban Nha người ta xâm lược Mexico. Thì thời điểm đó thì người Mexico người ta cũng là rất nhiều người da đỏ sinh sống, và người Tây Ban Nha người ta sang, người ta mang súng ống đạn dược sang, người ta xâm lược và người ta giết hại rất là dã man người da đỏ bản địa, giết hại và tàn sát đó. Thì là sau khi mà giết hại tàn sát xong, họ xâm lược xong, họ đô hộ, thì là họ mang thứ tiếng, nòi giống, ngôn ngữ, văn hóa của người Tây Ban Nha sang. Thế là anh chị hình dung là bản chất là bây giờ người Mexico người ta nói tiếng Tây Ban Nha. Đó, thì là bất cứ một thứ tiếng nào nó cũng liên quan đến lịch sử và văn hóa quốc gia đó. Thì Mexico người ta có, tất nhiên họ cũng sẽ có những cái ngôn ngữ thổ địa, thổ dân rồi. Và kể cả khi bây giờ Mexico người ta độc lập rồi, độc lập, thì là 97% người Mexico người ta nói tiếng Tây Ban Nha, và họ coi là thứ tiếng chính thức. Nhưng bên cạnh đó họ, chính quyền họ cũng coi vài cái thứ tiếng rất ít người dùng cũng là thứ tiếng chính thức, một quốc gia rất là đặc biệt đấy. Mặc dù 97% là nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng chính quyền họ cũng coi những cái thứ tiếng ít người dùng, người dân tộc, người thổ dân, người bản, ít người dùng cũng là thứ tiếng chính thức đó. Đấy, hôm nay một chút về tiếng, về nước Mexico. Thứ nhất là Mexico thì gần Mỹ và Trung Mỹ đó, giáp. Mà lịch sử là vì sao mà nói tiếng Tây Ban Nha là vì bị Tây Ban Nha người ta xâm lược, người ta mang nòi giống, văn hóa và thứ tiếng sang đó. Thì là đấy, thì mới cả một cái thông tin nữa là Mexico là một cái quốc gia là cái dân số nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất thế giới, mới khoảng hơn 120 triệu người, nó gấp đôi cái số dân của Tây Ban Nha bản địa đó. Thì là đất, là đây là một cái hơn 120 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha riêng ở cái nước Mexico thôi, và nhiều nhất thế giới, người nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất thế giới là nước Mexico đó. Thì là rất là thú vị là Mexico, và tôi cũng gặp trong cái thời gian đi học mà tôi cũng gặp khá người sinh Mexico đi du lịch đó. Nhưng ở bên quốc gia này tìm hiểu họ rất là về buôn ma túy rồi súng ống rất là đông, cũng rất là nguy hiểm khi mà du lịch đến đây. Thế tôi nghe trên thế giới người ta du lịch người ta kể thôi, một quốc gia rất nhiều về buôn bán ma túy, thuốc phiện và là súng ống, đạn dược. Thì bên đó người ta hợp pháp, mặc dù không hẳn hợp pháp nhưng mà nó vẫn có gì nó nới lỏng đấy. Thì là một cái đất nước rất là thú vị, cũng nên là tìm hiểu đó. Quốc gia nhiều, mấy cả một điều nữa là vì sao mà nước Mỹ, tiếng Tây Ban Nha nước Mỹ lại là cái thứ tiếng mà được dùng nhiều thứ hai sau tiếng Anh. Vì đơn giản là Mexico là giáp Mỹ, rất nhiều người cộng đồng ở Mexico người ta sang Mỹ làm ăn, du học rồi đi lại đấy. Thì cho nên là rất nhiều người Mỹ người ta nói tiếng Tây Ban Nha đấy, rất là thú vị anh chị nhá. Một quốc gia kinh tế mạnh nhất thế giới là Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha thì tiếng thứ hai. Thế cho mình mới thấy là cái tầm quan trọng của thứ tiếng, phổ biến của thứ tiếng này. Quan trọng hay không tôi không biết, nhưng mà rất là phổ biến như thế giới, tiếng Tây Ban Nha anh chị nhá. Chúc chị học hành luôn hiệu quả và nhiều năng lượng đấy.